Jungle. Ngày hôm qua thứ tư, từ buổi chiều đột nhiên một trận gió đông phong rụng lá vàng, lá bên hàng xóm lá bay qua, nhưng mà đây là lá của nhà mình, hoa mai rơi rụng đầy ngoài sân, thế nhưng mà ở trên cành thì vẫn còn rất nhiều mai, vẫn còn rất nhiều mai. Cây mai không ngờ năm nay nó lại ra hoa quá nhiều, nhiều hơn tất cả các năm trước, mà trước Tết 3 tuần lễ đã có hoa mai rồi, gặp ngay mấy trận mưa liên tiếp mà mai vẫn ra. Cây mai này đã nhà báo trồng được khoảng chừng 10 năm, từ lúc nó ở trong một cái chậu và bây giờ thì nó cao vùn vụt qua khỏi nóc nhà, và quá nhiều bông. Thì không biết có cái điểm gì hay không, thế nhưng mà mình thấy rằng gió rất là lớn. Hiện tại thì bây giờ đã chậm lại rồi, nhưng mà theo thời tiết cho biết là 10 giờ tối hôm nay thì mới hết gió. Thì hy vọng trận gió này sẽ quét sạch tất cả những rác rưởi bụi bặm của thành phố Westminster. Ngày hôm qua nhà báo đã có mặt và đã dằn mặt và dạy cho thằng thị trưởng Charlie Chí Nguyễn và thằng phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn cách làm việc, và chỉ luôn cả luật sư của thành phố cách làm việc luôn, và nói rằng luật sư thành phố không có quyền ngăn cản dân chúng, cư dân trong lúc đang phát biểu, và dạy cho thằng Charlie Nguyễn Mạnh Chí là một người phải biết cách hành xử. Và thứ nhất là không, cái công việc của anh là phải nghe cư dân than phiền về những công việc của thành phố, chứ không phải là để cãi nhau với lại cư dân. Rồi thứ hai, anh phải có một cái tư cách rất là đứng đắn, anh phải học theo cái người tiền nhiệm của anh là cựu thị trưởng Tạ Đức Chí, ngồi im lặng và nghe từ đầu tới cuối. Cái thứ ba, anh không được ngồi mà xoay ghế qua xoay ghế lại, hoặc là anh ngồi đung đưa cái ghế, tại vì cái ghế đó nó thuộc loại ghế mà để ngồi relax, tức là ngồi để mà cho những người giãn lưng giãn cái này kia mà không cần phải đứng dậy. Và không được gõ búa để ra mặt, ra cái kiểu rằng chúng ta có, tôi là người có quyền hành. Và sau đó nhà báo cũng gõ 3 tiếng ở trên cái bục đang đứng nói, búp búp búp, để dằn mặt cho thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí. Và nhà báo đã lên án anh ta là một người công giáo, nhưng mà anh ta nói láo, thì vi phạm điều răn thứ 8 của công giáo, mà anh đã từng làm chủ tịch của đoàn thanh niên công giáo quận Cam mà không có tư cách. Và sau đó thì trong những phần phát biểu kế tiếp,
Nhà báo đang nói thì anh ta nhắm mắt lại, ngửa người ra ngoài ghế, coi như là không thèm nghe một lời của mày nói. Đó là một cái thái độ rất là mất dạy, rất là khốn nạn và rất là vô giáo dục của một thằng trưởng thành trong ngành công giáo, chủ tịch của phong trào giáo dân, của đoàn thanh niên công giáo quận Cam, có một cái thái độ rất là khốn nạn và mất dạy. Và những cái thái độ đó không thể chấp nhận được khi anh đang hành xử một chức vụ chủ tịch thị trưởng của hội đồng thành phố Westminster, mà anh đã có một cái thái độ rất là bất nhã như vậy. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi đang viết một cái lá thư gửi cho rất nhiều người và tường trình lại cái sự kiện ngày hôm qua, và sẽ mời quý vị theo dõi. Bữa nay là 12 tháng 2 năm 2023 và mai vẫn còn đầy hết trên cây, mặc dù nó rụng rất nhiều, rất nhiều. Mỗi sáng là nhìn thấy là những giống như là những cánh hoa thải loạn, tức là nằm đầy hết cả dưới đất. Gió nhất là mấy bữa nay lại gió đấy chứ các bạn, gió mạnh lắm. Hiện tại bây giờ tôi đang, bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều ngày 12 tháng 2, 2023. Mà nụ vẫn còn này, các bạn nhìn thấy hãy còn nụ nhé. Đây một số đang nở mà đã sẽ nụ đang ra. Đấy. Sáng này đây, các bạn nhìn thấy nụ hãy còn nhiều. Lạ kỳ năm... thấy nụ rất nhiều, thì không biết tới cuối tháng 2 này có như là vẫn còn vẫn còn xuân lạ lùng. Đấy, quý vị thấy không, cái đó còn cây mai tứ quý thì bên này cũng đang ra rất nhiều nụ, đang bắt đầu lai rai nở trên cành này, bắt đầu nở lai rai này, quý vị thấy nụ thì quá nhiều. Mà đợt cái mai tứ quý này thì mùa hè thế lại đặc biệt, nó ra màu đỏ các bạn thấy, thế mới lạ. Có lẽ là năm nay là chúng tôi có nhiều hoa nhất. Cây lồng đèn mới trồng được có mấy tháng cũng lên khá nhiều. Thì cây mai tứ quý này đây thì màu cam. Rồi còn mai tứ quý này thì màu đỏ. Bây giờ thì quý vị thấy rằng bông rụng rất nhiều, nhưng mà bây giờ nụ vẫn còn đang ra, nụ hãy còn đang ra. Thì không biết năm nay có cái điểm gì không, hy vọng là điểm tốt. Mình sẽ kiện thành phố Westminster ra tòa để mình bữa nay lại cho mà ông phó thị trưởng lên ăn nói bậy bạ. Thì mình bắt buộc phải kiện, không kiện cũng phải kiện thôi. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người.